giá thịt lợn trong nước đang tăng cao kỷ lục do thiếu hụt nguồn cung, trong khi giá thịt lợn tại Thái Lan, Campuchia hay Lào đang thấp hơn nước ta rất nhiều. Do đó, lợn lậu đang được các đầu nậu vùng biên tìm cách vận chuyển vào nội địa để bán kiếm lợi bất chính. Chỉ tính riêng tại tỉnh Quảng Trị, theo báo cáo của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, từ đầu năm đơn vị đã phát hiện 5 vụ vận chuyển lợn trái phép, thu giữ gần 100 con lợn. Theo nhận định của cơ quan chức năng, những ngày này, nước sông Sepol đang cạn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển lợn qua biên giới. Các đầu nậu lớn sẽ mua lợn từ Thái Lan, Lào về tập kết tại khu vực biên giới sát sông Sepol và quốc lộ 9 phía Lào, sau đó tìm mọi cách vận chuyển thẩm lậu vào nội địa. Điều đáng lo ngại và có thể gây khó khăn cho lực lượng chức năng là ngay tại khu vực biên giới Lao Bảo cũng có nhiều trang trại, nên sau khi vận chuyển chót lọt, các đối tượng sẽ hợp thức hóa để đưa lợn không được kiểm soát dịch bệnh đi tiêu thụ. Còn trong chiều nay, bên lề hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã chia sẻ một số thông tin ban đầu cũng như định hướng của ngành công an trong việc chuẩn bị tiến hành điều tra về nghi vấn công ty Tên Ba Việt Nam hối lộ quan chức 25 triệu yên Nhật để được miễn giảm thuế. Trong đó quan trọng nhất là phối hợp chặt chẽ với phía Nhật Bản để điều tra vụ việc này. Hiện nay, Phòng Cảnh sát Kinh tế PC03 Công an tỉnh Bắc Ninh đã có công văn yêu cầu Cục Hải quan và Cục Thuế tỉnh này cung cấp hồ sơ phục vụ công tác điều tra nghi vấn công ty Tenma Việt Nam hối lộ quan chức để được miễn giảm gần 420 tỷ đồng tiền thuế. Trong giai đoạn này, Thanh tra Bộ Tài chính sẽ tiến hành điều tra vụ việc trước. Bây giờ thì mới là các cái cơ quan thanh tra, rồi là thuế, rồi của tài chính đang kiểm tra, giả soát lại những việc đó, mức độ như thế nào đó, thì mới tiến hành theo các cái biện pháp khác. Phía Bộ thì đã có chỉ đạo Công an tỉnh Bắc Ninh như thế nào về cái vụ việc này rồi ạ? Đang phối hợp để nắm tình hình, để xem lại những việc đó. Phía Việt Nam mình có liên hệ với lại bên Nhật để phối hợp mình điều tra không ạ? Chắc chắn là phải có những thông tin từ Nhật, thế nên là cái nguồn gốc của cái việc đó thì mình phải có cái phối hợp. Quốc tế trong điều tra tội phạm quốc tế là Bộ trưởng Bộ Công an cũng chia sẻ, trước mắt phía Việt Nam đang trao đổi thông tin với Nhật Bản để tiếp nhận thông tin và đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp. Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua, nhiều cơ quan báo chí của Nhật Bản đưa tin hãng sản xuất nhựa Tenma có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản đã đầu thú với tòa án Tokyo rằng một công ty con của hãng tại khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Tenma Việt Nam đã hối lộ hơn 5 tỷ đồng tiền mặt cho một số quan chức ở Cục Hải quan và Cục Thuế ở Việt Nam để trốn thuế. Vậy thực hư của câu chuyện này như thế nào? Hãy cùng phóng viên Chào Buổi Tối tìm hiểu ngay sau đây. Theo cơ quan điều tra, khoản tiền trên được lãnh đạo công ty Tenma trực tiếp thông qua khoản phí điều chỉnh cho các cán bộ của một cơ quan địa phương của Việt Nam nhằm được miễn giảm khoản truy thu thuế đối với công ty con tại Việt Nam. Khoản phí điều chỉnh trị giá 25 triệu yên, tương đương với khoảng hơn 5 tỷ đồng Việt Nam, được thực hiện qua hai lần. Lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2017, sau khi nhận được thông báo về khoản truy thu thuế giá trị gia tăng với vật liệu thô nhập khẩu lên đến 400 tỷ đồng, lãnh đạo công ty Tenma Việt Nam đã đưa ra với trụ sở về việc hối lộ cho các cán bộ địa phương Việt Nam nhằm được miễn khoản tiền trên. Sau đó, Tenma Việt Nam đã trả 2 tỷ đồng tương đương với khoảng 10 triệu yên cho cán bộ Việt Nam để tránh khoản phụ phí. Kết quả công ty này đã được miễn 400 tỷ đồng. Ngoài ra, vào tháng 8 năm 2019, sau một cuộc kiểm tra thuế và được cán bộ địa phương Việt Nam yêu cầu nộp thêm khoản thuế 17,8 tỷ đồng, khoảng 89 triệu yên, bao gồm thuế doanh nghiệp. Tuy nhiên, cán bộ điều tra thuế yêu cầu phía công ty trả tiền mặt 3 tỷ đồng. Công ty này thực hiện theo và sau cùng được giảm khoản truy thu thuế doanh nghiệp từ 17,8 tỷ đồng xuống còn khoảng 570 triệu đồng, tương đương với 2,62 triệu yên. Vâng, thưa quý vị, để phục vụ cho việc xác minh làm rõ nội dung sự việc, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan đã có công hàm gửi cơ quan thuế Nhật Bản để trao đổi thông tin trên cơ sở quy định về trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế hai nước Việt Nam và Nhật Bản theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Và cùng với đó, hai cơ quan này cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật nếu như có những hành vi vi phạm. Vâng, trong khi đó thì kế toán trưởng công ty Tenma Việt Nam là người chứng kiến từ đầu đến cuối cho biết không có một khoản chi phí nào. Công ty cũng không hạch toán một khoản chi phí nào như thế. Và giám đốc tài chính của công ty mới nhận nhiệm vụ nên nói là không nắm được vấn đề. Còn giám đốc tài chính cũ của công ty thì nay đã nghỉ việc. Thưa quý vị, tín dụng đen hiện mọc lên như nấm sau mưa. Một số cán bộ có dấu hiệu đứng sau bảo kê cho kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Do vậy, một số ý kiến tán thành cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Trong khi đó, nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội đề nghị không nên cấm. Đây là vấn đề được đưa ra trình để Quốc hội xem xét quyết định cho dự án luật đầu tư sửa đổi.
Theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thời gian qua, mặc dù đã có quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ, nhưng nhiều doanh nghiệp cá nhân đã lợi dụng biến tướng thành các băng nhóm tội phạm nhằm cưỡng đoạt tài sản, gây áp lực đối với con nợ, cho vay nặng lãi, hoạt động tín dụng đen gây mất trật tự an toàn xã hội, dẫn tới nhiều hệ quả xấu đối với xã hội. Ở khía cạnh khác, việc thuê một đơn vị trung gian đứng ra thu hồi nợ xuất phát từ nhu cầu thực tế của cuộc sống, đáp ứng nhu cầu của khách hàng khi các công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ sử dụng các công cụ, biện pháp đạt kết quả, phù hợp với các quy định của pháp luật. Dường như lý lẽ về cấm hay không cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ đều khá thuyết phục. Mặc dù đưa ra hai phương án, nhưng Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng không đưa ra quan điểm là chọn phương án nào. Tôi thống nhất phương án 2 là không quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ tại điểm H khoảng 1 điều 6 mà thực hiện theo luật hiện hành. Đồng thời đổi tên gọi là kinh doanh dịch vụ thu hồi nợ, gọi như thế cho nhẹ nhàng hơn, cho thống nhất. Giải trình của Ủy ban Thường vụ đã rất cụ thể, rất rõ, tôi không phân tích gì thêm. Và nếu thực hiện theo phương án 1, dự thảo nghe qua hợp lý nhưng chưa thỏa đáng. Không thể ngành nào nhà nước quản lý khó là cấm kinh doanh. Việc thay đổi tên gọi đòi nợ thuê theo hướng nhẹ nhàng của đại biểu Quốc hội, nhưng vấn đề là không thể thay đổi được bản chất của hoạt động này. Thực tế, thời gian qua thì đa số các cái loại hình đòi nợ thuê đều thiếu lành mạnh, và phần lớn là các cái công ty đòi nợ thuê đều câu kết với các cái băng nhóm xã hội đen, đối tượng hình sự để đi đòi nợ, cũng không có cái đóng góp bao nhiêu so với vào cái ngân sách cũng như vào cái sự phát triển kinh tế xã hội. Đấy là theo đánh giá của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Theo số liệu được đại biểu Quốc hội thông tin, cả nước có 115 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện thực hiện kinh doanh dịch vụ đòi nợ, thì năm 2019 đã có 48 doanh nghiệp bị xử lý vi phạm, khởi tố hơn 1.000 bị can có liên quan. Thưa quý vị, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng để thảo luận cho ý kiến đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 17 đến nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu thời gian tới tập trung điều tra, xử lý nghiêm minh 5 đại án. Tại cuộc họp, thường trực Ban chỉ đạo đề nghị phấn đấu đến hết 2020 kết thúc điều tra 13 vụ án, ban hành cáo trạng truy tố 17 vụ án, xét xử sơ thẩm 21 vụ án, xét xử phúc thẩm 7 vụ án, kết thúc xác minh xử lý 18 vụ việc theo kế hoạch của Ban chỉ đạo. Trong đó, tập trung điều tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời sai phạm của các tổ chức cá nhân liên quan trong các vụ án. Cụ thể, vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan. Vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam, Ban Quản lý Đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan. Vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, tham mô tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn. Vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Tổng Công ty Bia rượu Nước giải khát Sài Gòn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty gang thép Thái Nguyên. Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thống nhất đưa vụ án vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC thành phố Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội, Công ty Cổ phần Định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vật tư Khoa học và Thương mại Việt Nam và các đơn vị liên quan vào diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo tập trung vào công tác nhân sự của Đại hội, điều tra xác minh rõ ràng từng trường hợp nếu có đơn thư khiếu nại, tố cáo để kịp thời báo cáo Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chọn cho được những người đủ đức, đủ tài và ngăn ngừa những trường hợp không đủ tiêu chuẩn vào Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa tới. Những cánh rừng phòng hộ và rừng ngập mặn ven biển từ lâu được ví như những lá chắn xanh bảo vệ con người trước những cơn bão lũ cuồng phong. Thế nhưng thời gian qua tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, những cánh rừng chắn sóng với vai trò cơ yếu trong bảo vệ đất liền, chống sạt lở, bảo vệ người dân trước bão gió đang bị xâm hại. Điều đáng buồn là do nguyên nhân sâu xa của việc xâm hại rừng lại bắt nguồn từ chính những chính sách chưa nhất quán của địa phương.
cánh rừng phi lao ven biển ở xã Đa Lộc. Đâu đâu cũng thấy rạc. Còn những cây phi lao vốn đã phải gồng mình trước gió biển, thì nay lại phải gánh thêm những chiếc võng như thế này. Bà Cảnh, một trong những hộ dân kinh doanh ở đây, cho biết gia đình bà cùng gần 30 hộ dân trong xã đã trồng cánh rừng này từ nhiều năm trước. Đến năm 2014, chính quyền ra quyết định thu hồi đất. Cho tới nay, đã gần 6 năm mà gia đình bà vẫn chưa được kiểm kê, giải quyết hỗ trợ đền bù. Công ăn việc làm thì không có. Bà cùng nhiều hộ khác đã tự ý ra đây làm ăn buôn bán. Chúng tôi chỉ mong nhà nước là trả đủ mồ hôi nước mắt cho chúng tôi thôi. Là 42 năm nay, tôi ra 42 năm nay là coi như là chúng tôi lấn biển cũng là chúng tôi, mà chăm sóc rừng vườn cây cũng là chúng tôi. Đến nay là một cái năm hết hạn rồi, là cái từ cái năm 15 đến giờ. Chúng tôi cũng trồng trên đất này cũng lâu rồi. Nhưng mà bây giờ nếu như mà muốn thu đất của bà con á, thì nhà nước phải hỗ trợ như thế nào đấy. Thứ hai là cái công lao của bà con nó trồng từ xưa đến giờ. Đất bồi đến đâu thì bà con cố gắng cải tạo để trồng để nó giúp chăn sóng của bà con khỏi bão táp. Thì bây giờ bà nhà nước muốn thu hồi đất thì phải hỗ trợ nhà con như thế nào đấy, thì bà con thì sẽ đồng ý thôi. Được biết trước đây, một số hộ dân còn tự ý chặt phá, khai thác các cây phi lao ở đây. Xã Đa Lộc dù biết, nhưng vẫn cho người dân buôn bán trong cánh rừng này. Riêng đối với diện tích rừng thì chúng tôi đã, vì nó là được quy hoạch rừng phòng hộ, cho nên là nhà nước đang trực tiếp quản lý. Cho nên là chúng tôi đã lập hồ sơ báo cáo với huyện và đề nghị với huyện, với tỉnh xem xét để được kiểm kê và bồi thường hỗ trợ cho dân. Và cái việc này thì quyết định hỗ trợ hay không là việc của huyện với tỉnh, chúng tôi đang phải chờ. Chặt rừng đây không phải là chặt trăng, mà các hộ là người ta chặt tỉa. Ví dụ như là họ chặt một ở cái vùng cây, những cái chỗ mà nó đất đặc thì họ thực hiện được chặt tỉa một vài cây, chứ không phải là chặt trăng cả toàn bộ cái rừng phi lao. Theo quy định của pháp luật, việc người dân tự ý khai thác rừng phòng hộ là sai. Nhưng người dân đầu tư tài sản trên đất, khi nhà nước thu hồi đất thì phải được kiểm kê tài sản và được nhận chi trả tiền đền bù. Còn về phía huyện Hậu Lộc, mặc dù đã biết, nhưng với lý do số tài sản trên đất rừng của 30 hộ dân là ít ỏi, nên vẫn chưa quyết liệt trong việc đề nghị tỉnh Thanh Hóa đưa ra mức chi trả tiền đền bù cho người dân. Là chúng tôi cũng phải xem xét lại, bởi vì nếu như mà là rừng thì nó phải là xem là cái rừng này là nó phải có nguồn gốc như thế nào. Đấy, nếu như mà nó liên quan đến cái rừng mà của nhà nước hỗ trợ thì nó phải là khác. Và xem cái nguồn gốc của cái rừng này là như thế nào, và nó có cái rừng này là nó là bắt nguồn như thế nào thì mới giải được giải quyết. Còn nếu như mà rừng do dân trồng mà tự phát thì nó cũng phải được xem xét một cách cụ thể. Huyện Hậu Lộc có hơn 500 hectare rừng phòng hộ, có chức năng bảo vệ cho 5 xã ven biển. Thế nhưng, không chỉ trên bờ rừng bị con người xâm hại, dưới biển, những cánh rừng ngập mặn này cũng đang chết dần vì rác thải.